Chương 88. Khách hành giang sư. Sủng vật của ta là bị ngươi lấy đi. Âm lãnh thành âm vang lên. Mạc Bố Kỵ cùng với Ân Thiện Nhân lần này thấy rõ ràng là một cái nhạt yếu đến chỉ có bóng dáng Lữ Tử. Lữ Tử này khuôn mặt mơ hồ căn bản thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Trong thạch động ký tức âm sâm càng lúc càng lủng lẳng. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng dùng mình một cái, hắn cảm giác được mình, không khí xung quanh đều muốn kết băng, nhưng thực tế không có lửa phần biến hóa. Ân Thiện Nhân bỗng nhiên đem phía sau cầm cố vệ sinh thú túi ném ra ngoài. Yên Phi tiền bối, vạn bối không biết cái này vệ sinh thú còn có chủ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mạc sư đệ, chúng ta không thể lưu lại nơi này quấy rầy tiền bối. Phó Yên Phi, Mạc Quốc Kỵ không biết Ân Thiện Nhân thế nào nhận ra đối phương. Bất quá, khi hắn thấy Ân Thiện Nhân ánh mắt liền suy đoán, Ân Thiện Nhân rất có thể tại nói mò. Trước mắt người này căn bản không phải là Phó Yên Phi, còn nói mò mục đích hắn cũng không biết. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Chẳng lẽ Trác Vô Ngần lão già kia không có nói cho các người biết Vô Ngần kiếm sơn không phải có thể tùy tiện đến hay sao? Bóng dáng nói xong, duỗi ra một cái khô trắng tay, bắt chậm rãi chộp tới Mạc Quốc Kỵ đỉnh đầu. Mạc Quốc Kỵ muốn động, nhưng mà căn bản động đậy không được. Ân Thiện Nhân bỗng nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản một dạng bị giam cầm trong tay, đột nhiên bị lâng lên, theo một cái trong tay kiếm nhất đâm ra. Mạc Quốc Kỵ xung quanh bị âm thanh đông lạnh, không gian tựa hồ có chút buông lỏng. Mạc sư đệ, ta chỉ có thể giúp người đến nơi này, mau trốn. Ân Thiện Nhân đâm ra một kiếm này về sau, cả người hóa thành một đạo tuyến bay rơi ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ cũng không trách Ân Thiện Nhân, lúc này xem như hắn chỉ có thể tự vệ. Ân Thiện Nhân căn bản cứu không được hắn, có thể trước khi đi một kiếm hoành mở xung quanh. Hắn bị âm lãnh đông cứng không gian là phi thường đủ ý tứ. Mạc Quốc Kỵ không có đi theo Ân Thiện Nhân đào tẩu, hắn hiểu được một cái đạo lý: khi đàn sói đuổi theo thời điểm, người không cần chạy so với đàn sói càng nhanh, người chỉ cần chạy so với đồng bạn càng nhanh là được. Hắn hiện tại đồng bạn là Ân Thiện Nhân, hắn vô luận thế nào cũng vô pháp so với Ân Thiện Nhân chạy càng nhanh. Đầu này thích hợp với Ân Thiện Nhân cũng không áp dụng hắn. Ân Thiện Nhân trước khi đi đem hắn giam cầm oanh mở có thể cứu ý nghĩ của hắn, chưa hẳn không có để cho hắn hỗ trợ cả một cái ý nghĩ. Có lẽ chính là Ân Thiện Nhân cũng biết, liền xem như để Mạc Vô Kỵ ngăn cản một cái là cũng chạy không thoát, cái này chỉ là bóng dáng Lữ Nhân. Mạc Vô Kỵ tại có thể động trước tiên không trốn, ngược lại cấp tốc xoay người, rút ra đao nhọn, đồng thời một đao đâm ra ngoài. À, một tiếng kêu thảm thiết thề lường theo một đạo màu lam đôi hồ bay rớt ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt liền mình ngộ tới, đối phương mặc dù rất mạnh nhưng lại e hồ hắn nôi hồ. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ quay người co cẳng liền đi bằng vào nhanh nhất tốc độ xông ra chỗ này hang động. Cái bóng kia Lữ Nhân thực lực quá mạnh, cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Hắn mặc dù tại đối phương không chú ý tình huống dùng nôi hồ đã thương nàng, nhưng nếu không đi chờ đối phương hiểu được hắn chỉ làm con hổ giấy, đoán chừng chính là hắn bi kịch thời điểm. Có lẽ Mạc Quốc Kỵ cái kia một đạo lôi hổ có tác dụng. Khi Mạc Quốc Kỵ xông ra miệng huyết động cái kia dây leo thời điểm, bóng dáng Lữ Nhân vẫn chưa có đuổi theo động thủ. Mạc Quốc Kỵ vừa mới xông ra hang động, một loại trời đất quay cuồng lực lượng liền bao bọc hắn. Mạc Quốc Kỵ kinh hãi không thôi, hắn coi như là cái bóng kia Lữ Nhân quá chặt hắn. Bất quá hắn quay đầu trông thấy cái bóng Lữ Nhân đang từ hang động dây nèo chỗ nào ra thời điểm, là hắn biết đem hắn bao lấy lực lượng không phải là bóng dáng Lữ Nhân. Bóng dáng Lữ Nhân khô gầy, tay bắt lần nữa chụp vào Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đã bị ngày đó xoáy chuyển lực lượng cuốn đi biến mất tại chỗ, trùng điệp rơi xuống đất, đem Mạc Quốc Kỵ chấn nuôi ra sau mấy bước, kém chút nữa ngã trên mặt đất. Lập tức Mạc Quốc Kỵ phát hiện hắn xuất hiện trước đó bị truyền tống trận đến Vô Ngần kiếm sơn thạch điện ở giữa, trừ hắn ra còn có thể thấy Ân Thiện Nhân, Cù Đan Sư cùng một cái khác không biết ra hỏa. 13 người đi vào,
Thế nhưng có bốn người bọn họ, cái này vẫn chưa tới 1/3. Thạch đàn sư cũng không có đi ra, xem bộ dáng là giữ ít, giữ nhiều lành ít. Mặc Vô Kỵ trong lòng có chút thổn thức. Thạch đàn sư mặc dù luyện đàn không ra sao, tư chất kém cỏi vô cùng, tính tình lại lớn, nhưng hắn là một cái thẳng tính tình, không có như nhiều người tâm địa gian dở. Ân Thiệt Nhân nhìn qua Mặc Vô Kỵ đi ra, trong mắt ngược lại hiện lên một tia kinh hỉ. Trên thực tế, làng tại không có năng lực đem Mặc Vô Kỵ ra, trong lòng rất áy náy. Còn Mặc Vô Kỵ điểm này tài sản còn không bị làng để trong mắt. Cù Đan Sư cũng nhìn thấy Mặc Vô Kỵ, trong mắt hắn lập tức không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc biểu lộ. Mặc Vô Kỵ chỉ làm cái dược đồng mà thôi, một cái dược đồng, thế nhưng trước lúc truyền tống trận xảy ra vấn đề còn có thể sống tiếp. Không đợi mấy người nói chuyện, cửa đại điện liền vội vã đi đến một đám người, cầm đầu chính là Vô Ngân Kiếm Phái tông chủ Cô Nhiên. Cô Nhiên nhìn thấy Ân Thiện Nhân thời điểm rõ ràng thở dài một hơi, hắn lập tức nói: tiến về Vô Ngân Kiếm Sơn truyền tống trận đột nhiên xảy ra vấn đề, để cho chúng ta Vô Ngân Kiếm Phái tổn thất nặng nề, cũng may còn có bốn người đi ra, đàn sư còn có ba người, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tông chủ, chúng ta hay là về đại điện rồi nói sau. Một tên trưởng lão nhìn thấy Ân Thiện Nhân về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. À, không phải là Thạch đan sư dược đồng sao? Người làm sao còn sống? Rốt cuộc có người chú ý tới Mạc Vô Kỵ. Giờ phút này lo lắng Ân Thiện Nhân tông chủ cũng đem lực chú ý rơi vào Mạc Vô Kỵ trên thân. Trước đó hắn cũng nghi ngờ Mạc Vô Kỵ vì sao còn sống. Bất quá bởi vì toàn bộ tinh lực đều đặt ở Ân Thiện Nhân trên thân, cho nên không chú ý hỏi thăm Mạc Vô Kỵ sự tình. Mạc Vô Kỵ khom người nói ra: hồi các vị tông môn tiền bối, vạn bối đạt được Ân đan sư cứu giúp, lúc này mới kiếm về một cái mạng nhỏ. Nơi này có nhiều người như vậy, tông môn trưởng lão, Mạc Vô Kỵ đoán chừng mình không có tư cách gọi Ân Thiện Nhân sư tỷ. À, còn có chuyện này sao? Tông chủ và các chư vị trưởng lão đều đem ánh mắt rơi vào Ân Thiện Nhân trên thân. Ân Thiện Nhân gật gật đầu: đúng là thế, ta vừa vặn gặp được thụ thương Mạc sư đệ, lúc này mới thuận tay cứu được Mạc sư đệ. Về sau ta mới biết được Mạc sư đệ ra học Uyên Thâm, cũng là luyện đan sư nhất mạch xuất thân. Mặc dù linh căn tư chất hơi yếu, đối với đàn đạo lại có bất phàm kiến thức. Ta gặp hắn thời điểm Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian tiếp lời, còn phải đa tạ Ân sư tỷ tạo liên tri ân. Nếu không Ân sư tỷ tận tâm tận lực chỉ đạo, ta đáng chừng không thể trở thành một cái chân chính đan sư. Ân Thiện Nhân trong lòng nghi hoặc một chút. Làng tại nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đã là nhất phẩm nhân đan sư, khoảng cách nhị phẩm nhân đan sư một cách một bước. Trên thực tế, nàng đối với Mạc Vô Kỵ chỉ đạo thật không nhiều, chỉ là hơi chỉ điểm một cái. Mặc dù không rõ Mạc Vô Kỵ vì sao muốn đem công lao đẩy trên đầu làng, nàng cũng không nói nhiều. Người là một cái đan sư, Cô Nhiên kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn còn chưa từng nghe nói qua một tên tạp dịch đệ tử dược đồng có thể đột ngột biến thành một cái đan sư. Ân Thiện Nhân giúp Mạc Vô Kỵ hồi đáp: đúng vậy, tông chủ, Mạc sư đệ chẳng những là đan sư, hay là một cái nhị phẩm nhân đan sư. Hắn có thể tấn cấp nhị phẩm nhân đan sư, ta đích xác chỉ điểm hắn một chút, nhưng chủ yếu nhất hắn thiên phú luyện đàn thậm chí so với ta còn muốn mạnh hơn một chút. Nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ trước đó, Ân Thiện Nhân chủ động đem Mạc Quốc Kỵ tấn cấp thành nhị phẩm nhân đan sư, công lao cầm tới. Nguyên lai là dạng này. Vô Ngân Kiếm Phái tông chủ Cô Nhiên đang nghe Ân Thiện Nhân lời nói về sau, hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai Vô Kỵ là một cái nhị phẩm nhân đan sư. Thiện Nhân, nếu như không để cho Vô Kỵ trở thành ta Vô Ngân Kiếm Phái chính thức đan sư. Trước đó đối với Mạc Vô Kỵ có chút khó chịu, Củ đan sư sắc mặt khó coi. Cái này dược đồng vậy mà phải cùng hắn bình khởi bình tọa. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thành nhị phẩm nhân đan sư về sau, hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì đưa ra phản bác ý kiến. Ân Thiện Nhân lúc này lại nói: Mạc sư đệ mặc dù chỉ là nhị phẩm nhân đan sư, luyện đan thiên phú cực kỳ kinh người, hắn linh căn lại không phải rất tốt. Ân Thiện Nhân lời nói còn chưa hết lại nhắc nhở Cù đan sư, hắn vội vàng nói: tông chủ, Ân sư tỷ nói rất đúng, Mạc sư đệ trước đó
là một tên tạp dịch đệ tử từ chất tu luyện chênh lệch. Một cái đan sư không chỉ muốn luyện đan thiên phú, nếu như từ chất luyện quá kém, cuối cùng cả đời khó có thể tiến thêm một bước. Một cái không thể tấn cấp đan sư gia nhập Vô Ngân kiếm phái, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tông môn. Vô Ngân kiếm phái tông chủ cô nhiên cũng tỉnh táo lại. Tông môn mình đan sư cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, một cái không thể tấn cấp đan sư đối với tông môn cũng không phải chuyện tốt. Tông chủ, ta cảm thấy nếu như không thể để cho Mạc đan sư trở thành tông môn hành khách đan sư, dạng này không thể thích hợp hơn. Ân Thiện Nhân mở miệng một lần nữa nói ra, liền ngay cả Cù đan sư cũng theo phía sau tán đồng phụ họa một câu. Hành khách đan sư tại tông môn lấy dược tài cùng tông môn đan sư hoàn toàn không thể sánh bằng. Đan sư muốn tấn cấp, ngoại trừ thiên phú, trọng yếu chính là luyện đan tài nguyên. Không có tài nguyên, có thiên phú thì như thế nào? Cô nhìn cùng các vị trưởng lão trong lòng rất cảm thán. Ân Thiện Nhân mặc dù luyện đan kinh người thiên phú, địa phương khác hơi kém một chút, liền xem như muốn để cho Mạc Quốc Kỵ trở thành hành khách trưởng lão, cũng không thể để cho Mạc Quốc Kỵ mặt nói ra lời như vậy, để cho Mạc Quốc Kỵ đối với làng cảm kích biến mất. Hiện tại Ân Thiện Nhân cách xa, cô nhiên đành phải hỏi Mạc đan sư, không biết người có hay không đồng ý trở thành Vô Ngân kiếm phái hành khách đan sư. Trở thành Vô Ngân kiếm phái hành khách đan sư vốn chính là Mạc Quốc Kỵ thương lượng với Ân Thiện Nhân. Hiện tại Vô Ngân kiếm phái tông chủ hỏi thăm hắn, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không có phần do dự nói, đào tạo tông chủ hậu ái, ta nguyện ý trở thành Vô Ngân kiếm phái hành khách đan sư. Vô Ngân kiếm phái chư vị trưởng lão cùng tông chủ cô nhìn liếc nhau thầm nghĩ, đệ tử tạp dịch quả nhiên là tương đối tốt nói chuyện. Chương 89. Ngoan nhân tìm cánh cửa. Mạc sư đệ, chúc mừng người, ta cũng không có thể gì để tặng, liền đưa người một ít linh thảo đi. Ân Thiện Nhân đang khi nói chuyện đã xuất ra một cái bao đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đà tạ ân sư tỷ, Mạc Quốc Kỵ nhanh đem bao khỏa nhận lấy. Cái này bao khỏa chính là lúc trước hắn nắm Ân Thiện Nhân mang ra cái túi sách kia, bên trong đều là hắn luyện chế linh dược, còn có một lửa kiếm gãy cùng pháp ký truyền thừa thủy tinh cầu. Bao khỏa nắm trong tay, Mạc Quốc Kỵ trong lòng mới cảm thán không thôi. Ân Thiện Nhân có thể quang minh chính đại nói tiễn hắn linh thảo, linh thảo này không cần hỏi, mọi người đều biết là Vô Ngân kiếm sơn tới, mà hắn lại ngay cả một bình đan dược cũng không dám mang ra, đây chính là khác biệt. Mạc đan sư, có nhu cầu gì người cứ việc đi ra đan sư điện nói ra. Cô nhiên ngữ khí rất là ấm áp đối với Mạc Vô Kỵ, tựa hồ phá lệ khách khí. Mạc Quốc Kỵ đối với cô nhiên ấn tượng không tệ, hắn cũng biết Vô Ngân kiếm phái người tông chủ này mặc dù không tệ, đối với hắn khách khí như thế mục đích chủ yếu vẫn là phải hắn vì tông môn mà lao động nhiều hơn luyện đan. Mạc Quốc Kỵ một lần nữa cảm tạ, đã tạ tông chủ hậu ái, ta có chút dã rời đi về nghỉ ngơi trước. Hắn là một cái hành khách đan sư, Vô Ngân kiếm phái lần này khẳng định có rất nhiều chuyện phải thương lượng. Những chuyện này cùng hắn một cái hành khách đan sư không hề quan hệ, hắn còn không bằng sớm một chút đưa ra rời đi. Rời đi Yên Nhi một tháng, Mạc Quốc Kỵ trong lòng gấp gáp. Hắn không biết Yên Nhi hiện tại thế nào, cùng trong tông môn trừ vị đại lão cáo từ về sau, hắn bằng tốc độ nhanh nhất trở về Huyết Ngẫu Hồ. Mạc thiếu gia đã trở về, trông thấy Mạc Quốc Kỵ trở về, Hùng Tú Châu tranh thủ thời gian tiến lên đón, khom người thi lễ. Là nghe thấy Yên Nhi luôn cũng không có việc gì gọi thiếu gia, cho nên đi theo đằng sau gọi thiếu gia. Yên Nhi vẫn tốt chứ? Mạc Quốc Kỵ gật đầu liền hỏi. Yên Nhi tiểu thư rất tốt, nàng đến đây. Theo Hùng Tú Châu, Mạc Quốc Kỵ quả nhiên thấy Yên Nhi trong tay nàng ôm cái kia Mạc Quốc Kỵ từ biển thất cảm giác cái trứng màu vàng đất đang từ Huyết Ngẫu Hồ đi qua. Hoặc là bởi vì cái này màu vàng đất trứng là Mạc Quốc Kỵ dạy cho nàng. Hiện tại cái này trứng chẳng những thành làng đồ chơi, thậm chí là ký thác.
có lẽ là một loại trời sinh thân cận cảm giác. Yên Nhi trông thấy Mạc Quốc Kỵ liền lập tức nhu nhuận đứng bên cạnh Mạc Quốc Kỵ bên người. Mạc Quốc Kỵ gặp Yên Nhi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể đầy đặn rất nhiều, trong lòng đối với Hùng Tú Châu lại là càng hài lòng. Nói rõ, sau khi rời đi, Hùng Tú Châu đối với Yên Nhi chiếu cố phi thường tốt. Người rất không tệ, Mạc Quốc Kỵ hài lòng nói. Hùng Tú Châu tranh thủ thời gian khom người nói, đã tạo thiếu gia thu lưu, ta trong này so với trước kia tốt hơn nhiều, thiếu gia người uống trước một chén nước đi. Câu nói này Hùng Tú Châu ngược lại không có nói mỏ, nàng màu da hiển nhiên trợn nhìn không ít, mà tay không có một tháng trước thô ráp, giờ phút này nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ trở về nhanh chóng đi rót nước. Hà hà, một tên tạp dịch đệ tử cũng dám tự xưng thiếu gia, thật không biết xấu hổ. Ba, nghe được thanh âm này, Hùng Tú Châu cái ly trong tay rơi trên mặt đất. Mạc Quốc Kỵ thậm chí trông thấy Hùng Tú Châu bắn ra trên mặt đất bóng dáng có chút run run, sau đó hướng cái lưng của hắn co lại. Có thể thấy được Hùng Tú Châu đối với thanh âm này đến cỡ nào sợ hãi. Mạc Quốc Kỵ ngẩng đầu tới hai người dọc theo huyết ngẫu hồ đi qua. Trong đó một người Mạc Quốc Kỵ nhận biết chính là đệ tử tạp dịch chấp sự Ô Khai. Ô Khai tựa hồ ngay cả không ngừng thuyết phục cái gì, chỉ là phía trước người kia căn bản không có bất kỳ bày tỏ ý đi. Ô Khai cũng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ, hắn tranh thủ thời gian đi nhanh mấy bước, đi vào Mạc Quốc Kỵ trước mặt nói, Mạc huynh đệ trở về nha. Vô Ngần Kiếm Sơn truyền tống xảy ra vấn đề, như Ô Khai loại này đệ tử tạp dịch chất sự, đó là căn bản không có tư cách biết đến. Hắn chỉ biết Mạc Quốc Kỵ đạt được thạch đầu đan sư ưu ái, trở thành thạch đan sư dược đồng. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái này mắng hắn nam tử trên thân. Nam tử này điển hình mắt tam giác, bản thân dáng dấp không có tính xấu, bất quá đôi mắt tam giác để cho hắn giá trị trong nháy mắt hạ lạc mấy cái cấp bậc. Một tên tạp dịch đệ tử quen biết Ô Khai liền dám tự xưng thiếu gia, lão tử chẳng lẽ có thể tự xưng đế vương? Mắt tam giác gặp qua Mạc Quốc Kỵ không có phản ứng, đi tới gần nói một câu. Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến trước đây không lâu Hùng Tú Châu phản ứng, tựa hồ đoán được một chút gia hỏa này là ai. Nếu hắn đoán không sai, cái này mắt tam sắc hẳn đánh gãy Hùng Tú Châu trượng phu đạo ngao chân gia hỏa kia. Mạc huynh đệ, vị này là Họa Kiếm Phong, phong chủ bản gia đệ tử Đới Văn Bân. Ô Khai sợ Mạc Quốc Kỵ nói lung tung mạo phạm, mắt tam sắc tranh thủ thời gian phía trước địa một câu. Mạc Quốc Kỵ mặc dù đạt được thạch đan sư ưu ái, nhưng cùng với Đới Văn Bân so ra vẫn là kém một chút. Dù sao Mạc Quốc Kỵ chỉ là một cái dược đồng, liền xem như xảy ra chuyện gì, thạch đan sư cũng không bởi vì Mạc Quốc Kỵ đi cùng Họa Kiếm Phong trở thành mặt. Sau khi nói xong, Ô Khai tranh thủ thời gian đối với mắt tam giác nói ra, Đới công tử, vị này là Mạc Quốc Kỵ, thầm thụ thạch đan sư ưu ái, bây giờ là thạch đan sư thủ hạ làm việc. Ô Khai nói ý tứ của những lời này là muốn để Đới Văn Vân kiêng kỵ một cái, không cần quá phận. À, nguyên lai là dược đồng a. Đới Văn Vân khinh thường châm chọc một câu, sau đó sắc mặt tối đen, nho nhỏ sụt cực dược đồng, cút ra một bên, hôm nay không phải tới tìm ngươi. Mạc Quốc Kỵ đoán được, bởi vì hắn chấp chứa Hùng Tú Châu vợ chồng đưa tới cái này, mắt tam sắc khó chịu, trong lòng của hắn ngược lại rất kỳ quái. Theo lý thuyết, niệm xem như là đào ngao vợ chồng đắc tội cái này Đới Văn Bân. Đới Văn Bân đánh gãy đào ngao chân về sau, đương nhiên không tiếp tục cùng đào ngao vợ chồng loại này từng áp chót đi so đo. Hiện tại hắn chẳng những so đo, đợi nói cố ý đuổi tới nơi này. Đới công tử, đồ vật chúng ta đã cho ngươi, đào ngao lắm miệng, cùng lắm cho ngươi đánh gãy hai chân, cầu ngươi buông tha cho ta, nhóm vợ chồng đi. Hùng Tú Châu bịch một cái quỳ rạp xuống đất. Đới Văn Bân biến sắc, đồ vật thứ gì? Ta một cái địa cấp tông môn đệ tử ngoại môn cũng muốn một cái nho nhỏ tạp dịch đồ vật? Hùng Tú Châu nhành đèm đầu đội lên trên mặt đất, luôn miệng nói là ta nói mò, cầu Đới công tử tha thứ. Tha thứ cho ngươi cũng được, người theo ta cái kia trần gãy ma quỷ lam nhân cùng ta đi. Đới Văn Bân hừ một tiếng, mắt tam giác hiện lên một tia lệ quang,
Thông qua một đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu, hắn mơ hồ cảm giác từ Hùng Tú Châu trong tay lấy ra đồ vật không tầm thường, lúc này mới lên diệt khẩu tâm tư. Nghe được muốn để mình cùng đi, Hùng Tú Châu cả người có chút nhũn ra, chuyến đi này còn mệnh mới là quái sự. Làng cũng biết tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ có thể liên lụy đến Mạc Quốc Kỵ. Đúng đúng, chúng ta cùng công tử đi. Hùng Tú Châu run giọng nói. Chờ một chút. Mạc Quốc Kỵ bắt đầu liền không để ý tới Đới Văn Bân. Hiện tại Hùng Tú Châu muốn rời khỏi, hắn mới gọi Hùng Tú Châu nói ra. Hùng đại tỷ, người bây giờ ta xin mời người, sao có thể tùy tiện rời đi? Ta còn có việc hỏi người. Ta không ở nơi này thời điểm, cái này mắt tam giác có hay không tới quấy rối qua? Hắn, Hùng Tú Châu răng run lên, căn bản không biết phải làm như thế nào trả lời Mạc Quốc Kỵ. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ ở nơi này thời điểm, Đới Văn Bân liền đến qua một lần. Một lần kia không biết nguyên nhân gì, Đới Văn Bân chưa kịp nói cái gì lời, cũng là làm người ta gọi đi. Người muốn chết, Đới Văn Bân một bước tiến đến, đưa một tay chụp về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ bước chân dịch ra, cổ tay giơ lên đồng dạng một bàn tay vỗ, ba một tiếng, một tát này rắn chắc rơi vào Đới Văn Bân trên mặt. Đới Văn Bân mặc dù có linh căn, nhưng linh căn một dạng không thế nào, dựa vào tộc túc uy phong mới miễn cưỡng đến thác mạch tầng thứ hai. Đừng bảo hắn căn bản không nghĩ ra Mạc Quốc Kỵ dám động thủ với hắn, liền xem như hắn nghĩ tới, hắn cũng làm ra Mạc Quốc Kỵ một tát này không nghĩ tới. Tại Mạc Quốc Kỵ một tát này, Đới Văn Bân rằng cùng máu bay ra, cả người hắn bị Mạc Quốc Kỵ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Hồ Khải lập tức mộng. Mạc Quốc Kỵ thế nhưng một bàn tay đem Đới Văn Bân đánh bay ra ngoài, còn đánh rất giang, chuyện này lớn chuyện rồi. Chương 90. Một cây côn sắt. Người Đới Văn Bân chỉ vào Mạc Quốc Kỵ, thậm chí quên hẳn đứng lên giáo huấn Mạc Quốc Kỵ dừng lại, bởi vì Vô Ngân kiếm phái mấy năm qua hắn chưa hề gặp loại chuyện này. Đệ tử tạp dịch dám động thủ với hắn, đương nhiên những nội môn đệ tử kia cùng người có thân phận hắn cũng không đi trêu chọc. Chính là Mạc Quốc Kỵ tiến lên mấy bước, trong lòng là ở trong tối sau này sợ. May mắn lần thứ nhất ra hỏa lại không hiểu thấu đi, bằng không mà nói Yên Nhi có một chuyện bất trắc, hắn hối hận không kịp. Chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, về sau vô luận đi chỗ nào đều muốn đem Yên Nhi đem đến bên người. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ còn muốn động thủ, Ô Khai mau tới kêu lên: Mạc huynh đệ, ngàn vạn lần không thể động thủ, lại động thủ là tự lộ. Một khi Hỏa Kiếm Phong phong chủ nổi giận, liền xem như Thạch Đan sư bảo vệ Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ khó thoát khỏi cái chết. Mạc Quốc Kỵ chết ngược lại không có gì, hắn thật vất vả tình cảm đầu tư liền không có. Người dám động thủ với ta? Đới Văn Bân một hơi cuối cùng là thuận tới, chỉ vào Mạc Quốc Kỵ, khuôn mặt tức giận đều xanh, bị một tên tạp dịch đệ tử bạt tai với hắn là một sỉ nhục. Ô chấp sự, nếu không phải lần thứ nhất ra họa này lâm thời bị người gọi đi, ta đoán trường Yên Nhi khó khăn trốn khỏi nó bàn tay. Ngươi nói ta muốn hay không động thủ? Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có rất khó nhìn. Nếu không phải Ô Khai đối với Yên Nhi còn tính chiếu cố, hắn cũng sẽ không đối với Ô Khai giải thích. Ô Khai vội vàng nhỏ giọng nói: Lần thứ nhất ta trông thấy hắn tìm đến Hùng Tú Châu, nhanh đi thông trì Tần Tương Vũ. Lúc ấy là Tần Tương Vũ giải vây, về phần Tần Tương Vũ dùng thủ đoạn gì ta không rõ ràng. Lần này ta đi tìm Tần Tương Vũ, thế nhưng là không ở tại tông môn, ta không tìm được. Mạc Quốc Kỵ giờ mới hiểu được vì sao lần thứ nhất trùng hợp như vậy, Đới Văn Bân lửa đường sẽ rời đi. Hắn cảm tạ Tần Tương Vũ, hắn tiện tay giúp Tần Tương Vũ một vấn đề nhỏ mà Tần Tương Vũ liên tiếp giúp đại ân cho hắn. Ô chấp sự, đa tạ người hỗ trợ. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Ô Khai bả vai. Vô luận Ô Khai bởi vì nguyên nhân gì giúp hắn thông trì Tần Tương Vũ, hắn đều là rất cảm kích với Ô Khai. Ô Khai đang muốn nói đây là thứ yếu, chủ yếu dưới ánh mắt làm sao thời điểm một tên mặc chấp sự nam phục vội vàng chạy tới. Ô chấp sự,
nhận biết người này, đây chính là tông môn đan sư đại điện chấp sự Nguyên Tề. Trước nhìn hắn một cái chấp sự, thế nhưng hắn cái này chấp sự tại Nguyên Tề này trước mặt căn bản không đáng chú ý. Dù là không biết Nguyên Tề tới làm cái gì, Ô Khai tranh thủ thời gian khom người đứng một bên hành lễ. Tạp dịch chỗ Ô Khai gặp qua Nguyên chấp sự. Nguyên Tề tới chỉ kịp đối với Ô Khai gật đầu, liền vội vã đi đến Mạc Vô Kỵ trước ôm quyền nói: Đan sư điện Nguyên Tề gặp qua Mạc đan sư. Đây là Mạc đan sư thân phận lệnh bài cùng khanh khách đan sư đạo bào. Mặt khác xin mời Mạc đan sư có rảnh đi tông môn sự vụ đại điện tìm kiếm một chỗ kiếm phong. Chúng ta Mạc đan sư thành lập động phủ. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tốc độ nhanh như vậy. Hắn trở về trước sau chưa có một giờ, thứ này liền toàn bộ tới. Đa tạ Nguyên chấp sự. Mạc Quốc Kỵ nhanh đưa những vật này thu vào. Hắn dám giáo huấn với đới Văn Bân, ỷ vào cũng không phải chết đi thạch đan sư, mà chính hắn là một khanh khách đan sư. Mạc huynh. Ô Khai cuối cùng kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ trong tay thân phận bài. Ngươi đã là tông môn khanh khách đan sư. Ô Khai ngại xinh xinh tha thêm một chữ đệ vứt xuống, đổi giọng: Mạc huynh, tông môn khanh khách đan sư thân phận, đây chính là vùng đi hắn cái này đệ tử tạp dịch chấp sự không biết bao xa. Khó trách Mạc Vô Kỵ không sợ đới Văn Bân, đổi thành hắn là khanh khách đan sư, hắn đồng dạng không sợ đới Văn Bân. Nghĩ tới đây, Ô Khai không khỏi âm thầm may mắn. May mắn lúc trước hắn giúp Mạc Vô Kỵ bận bịu gọi Tần Tương Vũ đến ngăn trở đới Văn Bân một lần, đã bỏ dậy đới Văn Bân lập tức trợn tròn mắt. Nhưng Mạc Vô Kỵ là khanh khách đan sư, cái kia há có thể sợ hắn dạng lẻ một cái cáo mượn oai hùm đệ môn ngoại tử. Hắn ỷ vào Hỏa Kiếm Phong phong chủ đồng tộc tử đệ, lúc này mới một mực mọi chuyện đều thuận lợi. Một khi thực sự xảy ra chuyện, hắn chính là muốn gặp người phong chủ kia thúc một mặt cũng không lớn dễ dàng. Hắn vụng trộm lùi về phía sau mấy bước, đang muốn cứ như vậy chuồn mất, Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng: Cứ như vậy là muốn chuồn đi sao? Đới Văn Bân tranh thủ thời gian khom người nói: Mạc đan sư, đệ tử không biết ngài là tông môn khanh khách đan sư, trước đó có nhiều mạo phạm, đệ tử cái này cáo từ. Còn cùng Mạc đan sư ở giữa tình sự tình, đệ tử tuyệt đối không đi kinh động ta cái gì tộc thúc. Câu nói đằng sau cũng là đang nhắc nhở Mạc Quốc Kỵ: Tộc thúc của ta là Hỏa Kiếm Phong đệ tử, hiện tại ta để cho ngươi một bước, ngươi không lên quá phận. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói: Người có phải hay không kinh động không có quan hệ đến ta, Hùng Tú Châu vợ chồng là ta mời đến hỗ trợ. Người không chỉ một lần đến chỗ ta vách lối, thậm chí cướp đi đào ngao đồ vật, đánh gãy chân đào ngao hai chân, tôi cảm thấy ta sẽ tính như vậy sao? Trước đó Mạc Vô Kỵ không có thực lực giúp đào ngao lấy lại công đạo, tăng thêm đào ngao cùng hắn vô thần vô cố, hắn không cần thiết vì thế đắc tội người. Bây giờ lại là khác biệt, đừng bảo là Hùng Tú Châu đối với Yên Nhi chiếu cố chu đáo, liền xem như đới Văn Bân hai lần nghĩ đến chỗ của hắn nháo sự, hắn liền không xem như chưa từ chuyện gì xảy ra. Cả quan trọng hơn, hắn hiện tại không sợ đới Văn Bân. Mạc đan sư có muốn hay không đem ta đưa đến chấp pháp điện? Một bên Nguyên Tề đại khái hiểu được một chút, lập tức liền nói: Mạc Quốc Kỵ là một cái đan sư, nghe nói ân thiệt nhân quan hệ không tệ, hắn làm đan sư điện chấp sự, cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ làm xong khẳng định không phải chuyện xấu. Ta nguyện ý bồi thường đào ngao vợ chồng tổn thất. Đới Văn Bân nghe được Nguyên Tề cũng phải nhúng tay chuyện này, vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ quay lưng hướng Hùng Tú Châu hỏi: Hùng đại tỷ, hắn cầm đi các ngươi là thứ gì? Hùng Tú Châu đến bây giờ đều không triệt để phản ứng kịp. Mạc Vô Kỵ không phải là cùng Ô chấp sự quan hệ tốt hơn, lại là khá giàu có đệ tử tạp dịch sao? Làm sao trở thành khanh khách đệ tử đan sư rồi? Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi thăm nàng, nàng mới tỉnh ngộ, ánh mắt y nguyên có chút sợ hãi rụt rè, không dám nhìn đới Văn Bân. Người cứ việc nói, hắn về sau không còn dám tới nơi này. Mạc Vô Kỵ cổ vũ nói. Hùng Tú Châu cuối cùng an định một chút, xem như suy nghĩ minh bạch, vô luận nàng nói hay không đều đắc tội với đới Văn Bân. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát nói ra: Người này cầm đi phụ thân của ta để lại một cái cây côn sắt, ta lập tức liền đến lấy.
lập tức lấy ra. Đới Văn Bân một bên không ngừng nói, một bên lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Mạc Đan Sư, vậy ta liền đi trước, chờ Mạc Đan Sư tìm kiếm kiếm phong về sau, lập tức liền cho chúng ta biết thành lập động phủ. Nguyên Tề gặp sự tình đã xong, rất khách khí hướng Mạc Quốc Kỵ đưa ra cáo đơn từ. Ô Khai nội tâm giống như nước sôi tưới qua, quay cuồng không thôi. Hắn có quá nhiều nghi vấn, không dám tùy tiện hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ. Lúc này Mạc Quốc Kỵ cùng thân phận của hắn hoàn toàn khác biệt, hắn không có tư cách hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ. Nếu có thể, hắn thả rằng đem cái viên kia Mạc Quốc Kỵ tặng Hải Dực báo chứng trả lại về. Mạc Đan Sư, ta cũng đi, có chuyện gì Mạc Đan Sư xin cứ phân phó. Ô Khai cũng là tranh thủ thời gian đưa ra cáo từ. Mặc dù không thích Ô Khai làm người, Mạc Quốc Kỵ đối với Ô Khai giúp hắn chặn một lần Đới Văn Bân rất cảm kích. Ô chấp sự, lần này ta thiếu người một cái nhân tình, tương lai nếu cần luyện đàn cái gì ta có thể giúp người một lần. Đa tạ Mạc Đan Sư, Ô Khai kích động vội vàng nói tạ ơn. Có thể được một cái đan sư hứa hẹn luyện đan một lần cũng không phải sự tình đơn giản.